Hai vị lãnh đạo vụ thuộc Bộ Công Thương chia chắc tiền hối lộ ngay tại phòng làm việc. Tại phòng làm việc ở Bộ Công Thương, bị can Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn, cùng là cựu phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước, đã chia chắc số tiền 250.000 USD nhận hối lộ từ Xuyên Việt Oil. Như An ninh Thủ đô thông tin, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt, AI, viết tắt là Xuyên Việt Oil, và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc, kiêm chủ tịch Xuyên Việt Oil, có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, bốc và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Số tiền này, bị can Hạnh dùng để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, tỉnh Bến Tre. Liên quan đến vụ án, bị can Trần Duy Đông, cựu phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại, cựu vụ trưởng vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, Hoàng Anh Tuấn, cựu phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Theo kết quả điều tra, từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 6 năm 2023, bị can Trần Duy Đông là vụ trưởng vụ thị trường trong nước, có thẩm quyền chỉ đạo, quản lý chung mọi lĩnh vực công tác, lãnh đạo, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của vụ. Giữa tháng 6 năm 2021, Trần Duy Đông được Hoàng Anh Tuấn, khi đó là phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước, báo cáo việc Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc, kiêm chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, nhờ giúp đỡ cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil. Bị can Tuấn cũng nói về việc bị can Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, có chỉ đạo nhanh chóng giải quyết hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp này. Ngày 30 tháng 9 năm 2021, theo chỉ đạo của Hạnh, bị can Nguyễn Văn Thắng, nguyên phó giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty Xuyên Việt Oil, mang tiền đến trụ sở Bộ Công Thương. Đến khu vực làm việc của vụ thị trường trong nước, Thắng được Hoàng Anh Tuấn đưa vào phòng làm việc của bị can Đông. Khi gặp Trần Duy Đông, Thắng nói, do dịch Covid, chị Hạnh không ra Hà Nội được. Chị Hạnh gửi quà cho các anh và để túi đựng tiền sát bên chỗ ngồi của Đông trên ghế sofa. Sau khi Thắng ra về, tại phòng làm việc của mình, Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn đã chia số tiền hối lộ 250.000 USD, tương đương hơn 5,6 tỷ đồng, thành hai phần. Trong đó, Trần Duy Đông giữ lại 120.000 USD, tương đương hơn 2,7 tỷ đồng, đưa cho Tuấn 130.000 USD, tương đương hơn 2,9 tỷ đồng. Ngày 19 tháng 11 năm 2021, trên cơ sở đề xuất của Hoàng Anh Tuấn, bị can Đỗ Thắng Hải đã ký cấp giấy phép số 55. Ngày 19 tháng 11 năm 2021 cho Công ty Xuyên Việt Oil, kết luận điều tra xác định bị can Trần Duy Đông đã nhận hối lộ tổng số tiền 250.000 USD của bị can Mai Thị Hồng Hạnh, nhưng số tiền mà bị can Đông chiếm hưởng là 120.000 USD. Còn Hoàng Anh Tuấn được Xuyên Việt Oil đưa tiền thêm hai lần khác, tổng cộng 15.000 USD. Cơ quan điều tra kết luận bị can Tuấn nhận hối lộ 265.000 USD và số tiền chiếm hưởng là 145.000 USD. Quá trình điều tra, Trần Duy Đông tự nguyện nộp lại số tiền 120.000 USD. Để khắc phục hậu quả, và Hoàng Anh Tuấn cũng đã nộp lại số tiền 105.000 USD.